quả bóng để chạm tay trực tiếp khiến Carlos Sanchez bị đuổi khỏi sân, đồng thời gián tiếp góp phần cho thất bại của tuyển Colombia trước Nhật Bản. Điều này đã khiến cho quê nhà anh xuất hiện những thông tin anh bị dọa giết và cảnh sát Colombia đang vào cuộc để tìm hiểu ai là người đã tung ra lời đe dọa này. Trong giai đoạn thập niên 90 của thế kỷ trước, từng có một cầu thủ của tuyển Colombia đã bị bắn chết sau khi dự World Cup năm 1994. Đó là cái chết của hậu vệ Andres Escobar, người đã đá phản lưới nhà khiến cho Colombia sớm phải dừng cuộc chơi ở World Cup diễn ra tại Mỹ. Dù cho cảnh sát Colombia cho rằng cái chết của Andres Escobar không liên quan gì đến bóng đá, nhưng nhiều người vẫn cho rằng anh đã bị các băng nhóm ma túy ở quốc gia này xử lý vì thi đấu không yêu nước. Trở lại với tình huống của Carlos Sanchez, tiền vệ được huấn luyện viên Jose Peckerman đánh giá rất cao, nhưng anh đã phạm phải sai sót khi để bóng chạm tay ngay phút thứ 3 trong trận ra quân gặp Nhật Bản. Đội nhà bị thổi phạt đền và thua chung cuộc 1-2, chắc chắn có sự đóng góp gián tiếp của cựu tiền vệ câu lạc bộ Aston Villa. Sau trận đấu, có rất nhiều cổ động viên Colombia đăng lên Twitter hình ảnh của trung vệ Escobar với ngụ ý đe dọa trực tiếp tính mạng của Sanchez. Nhiều người còn trực tiếp nói rằng nếu Andres Escobar phải mất mạng vì một bàn phản lưới nhà thì pha sa sút của Carlos Sanchez cũng xứng đáng nhận kết quả tương tự. Với nhiều ám chỉ như vậy đã buộc cảnh sát Colombia phải vào cuộc điều tra nhằm đảm bảo tính mạng của cầu thủ này, đặc biệt khi mà thông tin đến ngay thời điểm cùng với thời gian của 24 năm trước, Andres Escobar đã ghi bàn phản lưới nhà trong trận đấu gặp Mỹ